Nhiều nhất là một ngày á chị. Chung được cái này mất cái khác chị ơi, không ai mà hoàn hảo hết trơn.
ngồi nhìn được hơn á. Tại do cái này mình quay ngang đó chị, nó không có thấp. Rồi cái đó ngồi thời gian ngắn không được, chứ ngồi lâu là chẹo xương luôn đó chị.
người xem mình có quyền gì. Tại người ta xem thì người ta phải xem quảng cáo rồi người ta mới xem được video của mình á chị. Là tiền mình nhận được là tiền quảng cáo. Em không biết nó tính mấy lần nhưng mà thường đó thì mình nó kiểu nó hiểu cho người dùng á chị. Bản thân mình mà coi cái gì mình thích lắm thì mình coi lại cùng lắm 2 lần 3 lần đúng không, chứ chẳng ai mà coi đi xong rồi lại coi lại rồi lại coi tới thôi luôn á. Còn nó kiểu là mình kiểu gian lận á, nó không tính với mình.
chị phải tư vấn cho ổng là tới đây cũng được nhưng mà gội đầu thôi, chứ tình khách mình vậy tóc đâu. Mỏi hả? Chắc là do chị nói chuyện với em. Đâu có phải sung sướng gì đâu, nó còn khổ suốt từ đầu đến cuối kìa.